Em Nhung xin chào cả nhà đang xem video. Trước mặt chúng ta là một lô đất. Đây, em phân làm hai thửa nha, lô này và lô này nha cả nhà. Hai ô với diện tích là 61 m², mặt tiền 6,8 m. Đây. Mặt tiền rất là rộng luôn. 6,8 m, xây nhà rất là đẹp, chia làm hai. Đường trước mặt được hai xe con tránh nhau nha cả nhà. Đây. Xe tránh nhau thoải mái luôn. Cách trục chính rất là gần. Trục này là trục chính của tổ dân phố Gậy, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Giá hiện tại mềm nhất khu chỉ hơn 1,4 tỷ thôi. Hơn 1,4 tỷ mà chúng ta đã sở hữu một ô đất đường thông ngõ thoáng, đường trước mặt hai xe con tránh nhau như thế này ở Định Trung gần như là không có đâu cả nhà. Gần như là không có hàng nữa. Kìa. Trục chính luôn. Sân cư xung quanh thì ở ấm. Giá thì chỉ hơn 1,4 tỷ thôi ạ. Đấy, bây giờ thì em Nhung sẽ quay ra trục chính cả nhà xem nhé. Đây, xe hai xe con tránh nhau thoải mái luôn. Đó. Giá chỉ hơn 1,4 tỷ thôi. Cả nhà xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Nhung để đạt nút bạc YouTube nha. Đó, kênh của em hiện tại mình chỉ còn thiếu khoảng hơn 4,000 người nữa thôi là đạt 100 sub rồi. Đây là trục chính nha cả nhà, nhà văn hóa ngay đây. Chúng ta di chuyển ra trung tâm HC Cúc Vừng Chùa Hà chỉ khoảng 400 m thôi, 300 đến 400 m thôi ạ là chúng ta đã ra đi trục chính rồi, ra trung tâm của Định Trung kia. Chỗ ô tô đậu kia chính là nhà văn hóa nha cả nhà. Đấy, chỗ ô tô này chính là nhà văn hóa nhá, cách nhà văn hóa khoảng 50 m. Đây, dân cư ở ấm. Đây, hiện tại em cũng đang có một lô này diện tích 100 m này, cũng đã 1,780 tỷ rồi. Đấy, lô gốc xoài luôn nhá, 100 m mặt tiền 5, mà lô này đường thông ngõ thoáng 61 m² thì là 1,470 tỷ đó. Đường trước mặt đều hai xe con tránh nhau hết. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của em nha. Đấy, em xin kết thúc video tại đây. Đất lành, đất rất lành, đất liền thổ với nhà này luôn nha cả nhà. Đấy, ngôi bên này em bán nhá, đẹp.